Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh năm 1911, mất năm 2013, là tướng lĩnh kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn liền với lịch sử xây dựng, trưởng thành và phát triển của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày chiến thắng, nghĩ đến công lao to lớn của toàn dân tộc, ông nói, mình chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Đã hơn 40 năm qua, từ khi tôi bắt đầu vào làm tư liệu cho đại tướng, căn buồng ấy đã trở nên thân thiết đối với tôi. Ông bảo, đừng gọi là đại tướng nữa, gọi là anh Văn thôi. Đến nay được làm bộ phim này, tôi còn giữ được tư liệu gì, tôi làm như vậy. Thật thà, như những gì ông kể cho chúng tôi nghe và ghi lại bằng những chiếc máy quay phim cũ kỹ. Xin tạ ơn những người đã giúp chúng tôi làm bộ phim này. Có một đêm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Hà Nội về thăm quê bằng tàu hỏa cùng với gia đình. Đã lâu lắm rồi mới lại được đi tàu hỏa như những năm 30 của thế kỷ trước. Ông đi vào Vinh, vào Thanh Hóa, vào Sài Gòn. Ông gọi chuyến tàu này là chuyến tàu trở về cội nguồn, đưa ông về quê, về với cánh đồng, với ba mẹ ông, các chị ông đang đợi. Tiếng còi tàu làm giật mình, tưởng như có ai đang gọi. Gió Lào cát trắng. Nhớ thương một thời thơ ấu, được trở về bên thầy mẹ, chơi đùa trên cồn cát cùng với lũ trẻ nghèo. Tàu đi suốt đêm về đến Đồng Hới, không biết có ai báo mà có nhiều người ra đón. Lũ trẻ ở quê quần đùi chân đất, chạy qua cồn cát, vào tận trong ga đón ông về làng. Ngày ấy, làng xóm còn nghèo, chưa được khang trang như bây giờ. Trẻ con đi trước dẫn đường hò reo, ông về rồi, ông về rồi, ông mình về rồi. Các cựu chiến binh trong làng bỏ dở việc ruộng vườn, làm hàng rào danh dự đón ông. Báo cáo anh Văn, em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông vào nhà, thắp nén hương chào ba mẹ. Con đây, Giáp đây, con đã về rồi. Đêm ấy trăng xuông, ông nằm mơ như ngày nào còn bé. Sau này ông kể lại với tôi. Đêm đi ngủ đó, thì ba thì kể chuyện những cái về thất thủ Kinh Đô, nói tất cả những chuyện tàn sát, pháp tàn sát dân mình như thế nào. Mẹ thì là kể những cái chuyện mà Trần Vương lúc mà Tây lên đánh thì là phải, mẹ lúc đó con bé là phải đi chạy đi di tản như thế nào, ngồi trong thùng người ta khiêng đi chạy đó, thì kể những cái chuyện như thế. Cho nên từ lúc nhỏ đó là tôi và một số là nông dân mà cùng trung nông nghèo đó là cùng nhau là bàn bạc, có đưa nhau lên núi rồi làm hồi kính. Ông cụ thì rất nghiêm, và nói là con làm gì cũng được nhưng mà phải xem cái thời nó thế nào. Thế còn mẹ thì nói là tùy cả con làm hồi kính cũng được nhưng mà đừng để tay nó bắt làm cho nó. Ngôi nhà của ông thầm lặng như có linh hồn. Có lần về lúc kháng chiến đó, lúc đó là cái nhà tôi là bị đốt 3 lần, có thể là không có cuộc sống trên mặt đất,
nhà cửa bị tàn phá hết. Tôi kể với ông, hồi chiến tranh, chúng tôi làm phim tài liệu, có về Quảng Bình quê ông quay phim. Làng xóm tan hoang, nhà hầm nằm bên hố bom, làm nơi ẩn nấp. Các mẹ, các em nhặt từng hạt gạo lẫn với mảnh bom. Bộ đội bảo, hạt gạo Quảng Bình nặng hơn hạt gạo ở các nơi khác. Máy bay Mỹ trút bom xuống cánh đồng. Em gái tôi đi gieo mạ, chết vì bom bi bên bờ ruộng. Nhớ bà, nhớ mẹ tôi, ông đó, các chị. Cái thành là về thì vui, đồng bào cũng vui. Thế nhưng mà nhớ lại cái cảnh trước, cái bối rối. Ông đi viếng đài liệt sĩ của xã. Ngày ông đi hoạt động cách mạng, ba ông ở nhà bị Pháp bắt, kéo lê sau xe cho đến chết. Con xin ba yên nghỉ, chúng con đã về với ba, về đến nhà rồi. Gặp lại bà con còn sống, mừng rơi nước mắt. Bạn bè hồi bé giờ đã thành những cụ già. Làng xã bị gió cát lấp vùi. Ông bà ra thăm bà con trồng cây ngăn cát. Còn một chút sức lực tuổi già cũng phải cùng con cháu giữ gìn đất đai của tổ tiên, là cội nguồn, là sự sống. Thật khó quên thời học sinh ở Huế, những ngày sôi động. Năm 1925, vào học trường Quốc học, ngôi trường có những nhà giáo là những trí thức nổi tiếng đã đào tạo nên những người học trò đặc biệt. Một số sau này là những nhân vật quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Võ Nguyên Giáp vào học trường Quốc học đúng vào lúc phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp trả tự do cho nhà trí sĩ yêu nước Phan Bộ Châu đang sôi sục. Võ Nguyên Giáp hòa vào những cuộc bãi khóa của học sinh ở Huế, ghi nhớ một bước ngoặt trong đời. Cụ Phan Bộ Châu được trả về Huế, trú tại Bến Ngự. Ông già Bến Ngự trở thành một biểu tượng có sức thu hút thức tỉnh lòng người. Thứ năm hàng tuần, anh Giáp và các bạn kéo nhau đến thăm cụ Phan, nghe cụ nói chuyện. Anh được cụ Phan chú ý và rất thương. Cụ Phan về Bến Ngự thì tôi rồi mấy người bạn thì là các chị ở trường Đồng Khánh là cứ mỗi một tuần đó, thứ năm thì lên thăm ông già Bến Ngự. Thì cụ Phan thì là nói đều là hô hào là phải thanh niên phải yêu nước. Tôi nhớ những cái câu dậy thế nản một tiếng gà vừa gáy, thanh niên phải đứng lên. Thế mới là đội mới. Rồi hô hào là sôi máu nóng, rửa vết dơ nô lệ. Thế cho nên là còn lại chúng tôi là những người nó bưng bưng như những cái như lửa đó. Ông nhớ những đêm trăng bên ngọn đèn dầu trong ký túc xá, im lặng mà sôi động. Học sinh là đều phần lớn là lúc đó là cái phong trào yêu nước là nó rất là rộng, và mỗi một người thì có một quyển vở mà đẹp nhất á thì ghi tất cả những cái bài thơ ca yêu nước á, thì đọc bí mật ở trong lớp hay là ban đêm thì ở trong ký túc xá thì phải thắp đèn và dấu thế này thì mà đọc. Bạn thân nhất của tôi là anh Nguyễn Chí Diệu, anh mà tôi hiểu vào bên bài thơ đấy. Nguyễn Chí Diệu là người bạn thân nhất, rồi cùng anh Hải Triều thì là làm tròn cái chỗ thôi, mà để làm cái chỗ mà tập trung cái sách bí mật
coi như sách của người Đại Quốc, là những cái sách của bảo Le Paria, mà biết người Đại Quốc là từ đấy, thì chúng tôi là cực kỳ là phục người Đại Quốc từ đấy. Năm 1926, nhà yêu nước Phan Chu Trinh mất ở Sài Gòn. Phong trào đề tang lan rộng khắp cả nước như những cuộc đấu tranh đòi tự do, dân quyền. Cụ Phan Chu Trinh mất thì lại còn cái lễ truy điệu của Phan Chu Trinh. Nhưng mà rồi đến chúng tôi một cái số mà nó nghi là những cái phần tử mà cầm đầu trong cái phong trào thì là bị đuổi đi. Thì cùng bàn nhau rồi để tìm đường để mà đi xuất dương. Anh nhớ lại thời gian này, một mình qua đèo Hải Vân, vào Đà Nẵng, vào Quảng Nam, tìm gặp các bạn cùng chí hướng. Anh vào thăm Thánh Điện Mỹ Sơn, dấu tích nghìn năm gợi lên những ý nghĩ trong tiềm thức. Một mầm cây mọc trên đá vẫn tràn đầy sức sống, vẫn không chịu quên lãng. Một giọt nước mơ hồ cũng gợi cho tâm hồn nhớ đến đại dương. Một thời gian sau, anh trở lại Huế, ở nhà cụ Võ Liêm Sơn, trước cổng chùa Từ Đàm. Đến ở nhà cụ Võ Liêm Sơn. Thì cụ Võ Liêm Sơn là bây giờ các cậu học như thế là được rồi đấy. Bây giờ cứ vừa tự học thêm và chuẩn bị để mà làm cách mạng. Thì rồi một hôm thì cụ, thì bây giờ đấy là có quyển sách bí mật. Đây cái tường để giấu trong tường, cậu đưa ra xem. Thì là cái quyển là ABC du Marxist, là cái ABC là chủ nghĩa Marxist. Lần đầu tiên tôi đọc cái ABC du Marxist thì thế là bác Hồ là đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội thì là đi là mấy chục năm. Thế còn chúng tôi thì là yêu nước, rồi cụ Phan Bội Châu, rồi thì với cái tin của Phan, những cái sách vở của người Đại Quốc, rồi là đọc những cuốn sách đó đi đến chủ nghĩa xã hội luôn. Mùa thu năm 1928, anh Giáp về thăm quê rồi trở lại Huế, bước vào cuộc đời hoạt động của một chiến sĩ cách mạng. Anh làm việc ở Quan Hải Tùng Thư, nhà xuất bản của Tổng bộ Tân Việt ở phố Đông Ba do Đào Duy Anh sáng lập. Ông là một học giả có tiếng, thầy học cũ của anh Giáp được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Tân Việt. Ông giới thiệu anh Giáp làm biên tập báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, viết những bài giới thiệu chủ nghĩa Mác và đưa tin về những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của thợ thuyền. Mùa hè năm 1929, anh Giáp đi nhiều nơi trong nước. Trong Đại hội Đảng Tân Việt, anh được bầu làm Tổng bộ phụ trách công tác tuyên huấn. Tổng bộ trao nhiệm vụ ra Vinh, ra Hà Nội, vào Sài Gòn, phổ biến đường lối khối Liên Hiệp Quốc Dân, vận động các kỳ bộ Tân Việt chuyển sang hàng ngũ Cộng sản. Chuyến đi khắp ba miền trong nước giúp anh gặp gỡ trao đổi với nhiều đồng chí hoạt động cách mạng, củng cố và mở rộng phong trào, chuyển Tân Việt thành tổ chức Cộng sản với tên gọi là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, sau này hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Võ Nguyên Giáp và nhóm hạt nhân Cộng sản đầu tiên trong Tân Việt đã góp phần thúc đẩy quá trình cải tổ ấy. Năm 1930, địch mở những cuộc khủng bố lớn, nhiều chiến sĩ cách mạng bị bắt. Anh Võ Nguyên Giáp cùng với em trai anh là Võ Thuần Nho bị bắt giam ở Lao Thừa Phủ. Cuối năm 1931, Hội Cứu Tế Đỏ đấu tranh đòi thả chính trị Phạm Đông Dương. Hai anh em được ra tù nhưng bị đưa về quê quán và bị quản thúc. 6 năm sau, năm 1937, anh mới trở lại Huế, nơi ghi dấu tuổi xuân trong sáng, đi tìm con đường sự thật, con đường cứu nước. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt sau năm 1931,
Ở Hà Nội, Võ Nguyên Giáp chọn con đường làm báo, dạy học, hoạt động cách mạng. Lúc ra Hà Nội thì dạy trường Thăng Long thì vừa dạy học này, rồi vừa vận động cách mạng này, vừa làm báo. Là mặt trận Minh Dân Pháp lên một thời gian sau là có thả chính trị Phạm đó, thì anh Đặng Xuân Khu là anh Trường Chinh mới về lập ra ban hoạt động nửa công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương, tôi ở trong đó mà được phân công là vận động thanh niên dân chủ, triệu tập cái hội nghị báo chí Bắc Kỳ, người ta bầu là tôi là làm chủ tịch hội nghị báo chí Bắc Kỳ. Năm 1940, Võ Nguyên Giáp cùng với Phạm Văn Đồng nhận chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng sang Côn Minh, Trung Quốc nhận nhiệm vụ mới. Cuộc gặp gỡ ở Thúy Hồ với Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là một cuộc gặp gỡ lịch sử trong cuộc đời hoạt động của Võ Nguyên Giáp. Đáng nói là tôi đồng với cả đồng chí Phú Nhĩ kia đi đến chỗ bờ Thúy Hồ, cái hồ rất đẹp ở Côn Minh, thì đi xuống chiếc tàu, chiếc thuyền ở Thúy Hồ thì thấy một người bây giờ gọi là có lẽ lúc đó là trung niên, theo đồng chí Vương tôi biết ngay là đồng chí Nguyễn Ái Quốc rồi. Thế thì đồng chí Vương nói là bây giờ là các đồng chí sáng nay tốt quá mà làm văn nhiều rồi cầm bút nhiều rồi bây giờ có lẽ nên cầm kiếm, thì có lẽ đây đi Diên An học trường hạng Nhật, chuẩn bị để đi lên Diên An thì nhận được cái điện của đồng chí Hồ Quang. Hồ Quang tức là bí danh của đồng chí Vương này, nói là Paris thất thủ, thời cơ đã đến. Tôi chú ý cái vấn đề thời cơ là từ cái lúc đó kìa. Bây giờ cả đồng chí, hai đồng chí là ở lại, và tất cả các đồng chí cách mạng mà Việt Nam á, là về Quế Lâm để trở về nước, bởi vì thời cơ đã đến. Tôi kể với ông tôi đã lên Cao Bằng làm tư liệu, hình dung thấy bác cùng các anh tháng riêng năm 1941 đi theo con đường mòn đến cột mốc 108 ghi dấu cội nguồn đất đai thiêng liêng của Tổ quốc. Bác rơi nước mắt, hồn núi sông như hòa vào tinh thần trong sáng vô hạn của con người. Tết năm ấy là mùa xuân đầu tiên của cuộc đời cách mạng. Là cái Tết Tân Tị đó, là tôi là được cái vinh dự là ăn cái Tết đầu tiên với Bác Hồ. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của đời ông trên mảnh đất mà ông vẫn gọi Cao Bằng, quê hương thứ hai của tôi. Tháng 5 năm 1941, Bác triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 với sự tham gia của một số đại biểu xứ ủy và đại biểu hoạt động ở ngoài nước, đề cập và làm rõ nhiều vấn đề quan trọng của cách mạng Việt Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đặt vấn đề là giải phóng dân tộc, là có một sự chuyển biến, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Kết luận là bây giờ đó tình hình đã khác rồi, phát đổ rồi. Thế thì không phải làm cách mạng tư sản nhân quyền mà đánh đổ hai kẻ thù, cả đế quốc, cả địa chủ phong kiến, mà chỉ đánh đổ một kẻ thù là bọn đế quốc. Và tại sao? Đặt Tổ quốc lên trên hết. Có cái hội nghị cuối năm mà Trung ương lần thứ 8 mới có cách mạng tháng 8, có cái mới có cách mạng tháng 8. Mới có kháng chiến, mới có thắng lợi sau này. Một hôm anh em nói là bác là khởi nghĩa vũ trang mà bây giờ không có súng, thì bác nói cái câu là không sợ, có người thì khác có súng, người trước súng sau. Thế bây giờ các chủ đi tổ chức đồng bào vào Việt Minh. Phong trào Việt Minh ngày càng lan rộng. Qua bao nhiêu ngày gian khổ, một sự kiện lớn mang đậm dấu ấn lịch sử là sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng, ngày 22 tháng 12 năm 1944, gồm 34 đội viên do Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Đội quân đầu tiên của cách mạng với tinh thần quả cảm, mưu trí, 38 giờ sau đã bất ngờ đánh chiếm hai đồn của Pháp là Phai Khắt và Na Ngân, mở đầu cho những chiến thắng sau này.
Hai trận đầu là có thể là toàn thắng, thế thì mất chỉ còn 50 đạn. Mà lấy toàn bộ vũ khí, bắt toàn bộ tù binh. Và mình, đồng chí gọi đồng chí B, bị thương ở ngón tay. Đi suốt đêm đến ngày hôm sau, đến độ 10 giờ sáng mới đến nơi. Thì tổ chức là khao quân. Đồng bào Cao Bằng đón đội quân chiến thắng và chỉ huy Võ Nguyên Giáp về ăn Tết với mùa hoa bi óc cà, thơm ngát núi rừng. Đầu năm 1945, Tân Trào đã là thủ đô lâm thời của khu giải phóng. Võ Nguyên Giáp được cử làm tổng chỉ huy các đội Việt Nam giải phóng quân, sẵn sàng phối hợp với lực lượng đồng minh chống phát xít Nhật. Toán con nai của Mỹ do thiếu tá Thomas chỉ huy nhảy dù xuống Việt Bắc đã được đón tiếp rất cởi mở, cùng ban kế hoạch phối hợp tập luyện, chiến đấu. Những người chỉ huy như Thomas Patti mấy chục năm sau vẫn còn duy trì tình cảm tốt đẹp với Việt Nam. Một buổi chiều ở Hồ Tây, ông kể cho tôi nghe câu chuyện về Bác Hồ ở Tân Trào hồi ấy, mà đến bây giờ ông vẫn còn xúc động. Tôi thì ở Tân Trào làm việc ở dưới làng, Bác thì ở trên lán. Nhưng mà một đêm lên thì thấy Bác hôm đó mệt quá đấy. Tôi xin là Bác là hôm nay thì cho tôi ở lại, nghỉ ở đây với Bác. Bác đồng ý. Thì Bác lúc tỉnh lúc mê, và rồi đến cái lúc mà tỉnh lại á, thì nói một câu mà tôi nghe tôi rảnh người đấy. Thời cơ lớn đã đến. Lần này đó, dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập. Thế thì tôi lúc đó không có thuốc men gì, thì tôi tìm một ông Rang người dân tộc đấy, mang đến một cái thử lá mà xây này đi đốt cháy đi cho ông cụ, cho vào chảo ăn thì nó rỡ đó. Bà cố gắng dậy ăn một bát cháo để thay đỡ. Sao ăn thêm một bát để thay đỡ đấy. Thế lúc đó tôi mừng quá đấy. Nhiều năm sau, ông có dịp về Tân Trào hỏi thăm cụ Lang hồi ấy. Ông cụ đã qua đời. Ơn cứu mạng của đồng bào suốt đời không thể nào quên. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào. Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban hành. Giờ tổng khởi nghĩa đã đến. Cơ hội có 102 cho quân dân Việt Nam vùng dậy, giành lấy quyền độc lập của nước nhà. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, đứng dưới lễ đài là các chiến sĩ Việt Nam giải phóng quân, là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ ra đời. Chính quyền cách mạng mới thành lập, chỉ có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc là sức mạnh trong cuộc đấu tranh sống còn, bảo vệ tự do, độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất sáng suốt khi để Chu Văn Tấn giữ Bộ Quốc phòng, còn Võ Nguyên Giáp chuyển sang giữ Bộ Nội vụ, kiêm Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội. Phía Bắc, quân Tưởng mượn danh nghĩa đồng minh giải giáp quân Nhật, kéo vào 180.000 quân, làm chỗ dựa cho bọn tay sai âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Phía Nam, quân Pháp núp bóng quân Anh âm mưu tái xâm lược Việt Nam. Trung đoàn bộ binh số 11 được quân Anh cấp vũ khí mới bắt đầu nổ súng. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn, khởi đầu cuộc chiến tranh Đông Dương dài nhất thế kỷ. Miền Nam Việt Nam là thành đồng tổ quốc, đi đầu trong cuộc kháng chiến giành tự do, độc lập.
Saint-Denis là người đại diện của De Gaulle, nhiều lần gặp gỡ Võ Nguyên Giáp, trao đổi quan điểm giữa hai nước Việt-Pháp. Ông ta nhận xét, ở trường hợp nào, Võ Nguyên Giáp cũng khẳng định một niềm tin còn có dân tộc Việt Nam đang chiến đấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ủy nhiệm cho Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp tham gia vào tiến trình cấu trúc nên một hiệp định sơ bộ Việt-Pháp ngày 6 tháng 3 năm 1946. Ngay trong ngày được ký, hạm đội Pháp từ Vĩnh Bắc Bộ đã tiến vào cảng Hải Phòng. Xung đột giữa quân Tưởng và Pháp nổ ra. Ngày 8 tháng 3, Võ Nguyên Giáp xuống Hải Phòng để gặp tướng tổng chỉ huy Leclerc nổi tiếng của nước Pháp, người đã cầm đầu sư đoàn thiết giáp số 2 giải phóng Paris. Leclerc không thể ngờ con người có cái dáng thấp bé và cái mũ phớt ở trên đầu, 9 năm sau là vị đại tướng đã chôn vùi chủ nghĩa thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ. Tôi hỏi ông về hội nghị chủ bị Đà Lạt. Thì ngay ở trong cái hội nghị Đà Lạt thì tôi biết ngay là cái ý định của Pháp. Lúc đó cao ủy là Đặng Sáng Nia là nhất định là chiếm Nam Bộ, tách cái Nam Bộ khỏi nước Việt Nam này. Cho nên là họp đến một tuần lễ mà bàn cái điểm một chương trình nghị sự không xong. Thì một hôm tôi đứng dậy tôi nói, tôi tuyên bố là Nam Bộ là máu của máu, thịt của Việt Nam. Một ngày mà Nam Bộ chưa trở về trong lòng tổ quốc thì nhân dân Việt Nam còn chiến đấu. Và sau đó thì đến cái hiệp định Fontainebleau, điều đình ở Fontainebleau là cũng thất bại. Nhưng mà cuối cùng bác Trinh Thủ mới ký cái hiệp định là 14 tháng 9 để mình giữ cái tình hình khỏi đổ vỡ. Mà lúc mà bác về đến Hải Phòng thì toàn dân rất là mừng. Nhưng mà thấy là cái tình hình là rất là khó khăn. Ở Hà Nội á, cũng đêm nào là ngoài phố là không có là tiếng xe tăng kéo đi rầm rầm và tiếng súng. Nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì mà làm sao mà giữ cái hòa bình. Đến cuối cùng thì thấy là cái hòa bình là khó lòng. Cho nên là cả Hà Nội và cả toàn quốc là đều chuẩn bị là kháng chiến. Ông kể tôi nghe một kỷ niệm mà ông còn ấn tượng cho tới bây giờ. Năm 1946, ông vào Nam công tác. Tối 30 Tết, xe đến đèo Hải Vân. Xung quanh là một biển sương mù. Xe trôi xuống dốc như vào nơi vô tận. Giữa lúc sống chết, ông nhìn ra màn đêm vẫn lập lòe một ánh đèn nhà dân thức đợi giao thừa. Tôi viết những dòng này vào một đêm thu năm 2014 khi ông đã qua đời ở Vũng Chùa. Các em thắp những ngọn đèn tiễn đưa ông. Ông nói, niềm tin của nhân dân như ngọn đèn không tắt. Đừng bao giờ quên cái gốc của mình là từ nhân dân mà ra. Ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đừng phụ tấm lòng trông đợi của nhân dân.